Các bạn đang nghe truyện ngẫu nhiên bày quầy bán hàng khách hàng đuổi theo tôi 10 con phố trên kênh TV Audio CV. Chương 645, sợ là anh không muốn sống nữa rồi. Hai, Lâm Chu nhìn hamburger trứng đã gần chín trong khuôn nướng, có chút đau đầu. Đúng là người nào cũng có lý lẽ riêng. Vậy anh muốn mua mấy cái? Lâm Chu nhìn streamer trước mắt hỏi. Nếu như ý kiến của khách hàng không đạt được nhất trí, thì cậu vẫn sẽ làm theo kế hoạch đã định ra ngay từ đầu. Bởi vì cho dù cậu bán thế nào, cuối cùng vẫn sẽ có người không mua được. Cậu cũng không biết ngày hôm nay sẽ có streamer đến livestream, sau đó còn khiến cậu bị phát hiện. Số lượng hamburger trứng bán ra hôm nay đã nhiều hơn mấy ngày hôm trước rất nhiều rồi. Xem ra vẫn không đủ bán, nhưng cũng không còn cách nào khác. Streamer vốn định nói mua hết nhưng thấy ánh mắt nhìn chầm chầm như hổ đói của những người xếp hàng đằng sau, nói thật, anh hơi sợ hãi. Có chút không dám thốt lên lời này. Nhưng bảo anh từ bỏ phú quý sắp tới tay, anh cũng làm không được. Cho nên anh thử dơ ra một bàn tay. Lâm Chu cho rằng anh muốn mua năm cái, vừa định gật đầu thì thấy anh chậm rãi mở miệng, năm mười cái. Lâm Chu. Dì cơ, Lâm Chu chỉ giữ im lặng, sau đó không đợi cậu mở miệng từ chối, mấy streamer đằng sau anh đã mở miệng mắng. Đều là streamer, làm như không có ai biết lòng dạ nhỏ mọn của anh ta vậy. Nếu anh chàng này mua hết 50 cái, đến lượt bọn họ sẽ càng ít hơn. Đến lúc đó sợ là người trong phòng lai của bọn họ đều sẽ chạy đến phòng lai bên cạnh. Vừa nghĩ đến có khả năng như vậy, tất cả mọi người không cần thương lượng, toàn bộ bắt đầu phản đối. Trong tình huống này, nhiều người xếp hàng như thế, bọn họ chỉ cần đứng ở điểm cao đạo đức là được rồi. Anh nhìn xem anh nói cái gì kia, nhiều người xếp hàng như vậy, tổng cộng chỉ có hơn 100 cái, một mình anh chiếm 50 cái, mọi người cũng đừng ăn nữa, cứ đứng nhìn anh ăn chứ gì. Đúng vậy, anh còn là streamer nữa đấy, cũng không biết làm gương à, ông chủ Lâm trước đó có ai mua một lần 50 cái không? Lâm Chu lắc đầu, nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy cái mà còn thuộc kiểu cả nhà ăn chung nữa. Người dân Bạch Hà không nhận ra cậu, không có suy nghĩ trữ hàng. Thấy không, ông chủ Lâm cũng nói không có kìa, tất cả mọi người đều tự giác, chỉ mỗi anh muốn mua 50 cái. Chỉ với một câu nói, streamer muốn mua 50 cái bánh hamburger trứng đã thu hút toàn bộ sự chỉ trích, không chỉ các streamer đồng nghiệp, mà cả những khách hàng phía sau cũng thấy không hài lòng. Khiến phòng livestream của mấy streamer đều vô cùng náo nhiệt. Ha 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 ha, streamer dũng cảm thật đấy. Chứ còn gì nữa, anh ta thật sự dám mua chừng đó, đây chính là quầy hàng của ông chủ lâm đấy. Nếu như ở Giang Đông chúng tôi, người nói như vậy khi đi đường ban đêm đều phải cẩn thận một chút. Trên lầu có người Giang Đông, mau xiên ra ngoài. Streamer, tôi cổ vũ cho anh, dũng cảm một chút, cứ mua hết luôn đi, để cho bọn họ biết cái gì gọi là xã hội hiểm ác đáng sợ. Hay lắm. Anh muốn streamer chết hả? Nếu không có người nào phát hiện, anh muốn 50 cái, nói không chừng ông chủ Lâm sẽ bán cho anh thật đó. Nhưng anh nhìn mấy người đứng đằng sau anh đi, lời này không thể nào nói ra được, tôi sợ streamer bị đánh. Chắc mọi người đều không vui vẻ gì đâu, ban nãy nhiều người người như vậy, không có ai mua nhiều đến như thế, streamer vẫn nên mua ít lại đi. Streamer bị phun cho tái mét cả mặt trong đám người còn có một vài người nước ngoài, ngay từ đầu họ không hiểu rõ ràng tình huống cho lắm, tự dưng thấy tất cả mọi người đều đứng ra chỉ chỉ rõ rõ với một người đàn ông. Chờ bọn họ làm rõ ràng tiền căn hậu quả của sự việc rồi, trong lời mắng streamer còn trộn lẫn với tiếng nước ngoài nữa. Mấy người cách gần đó mắng đến nước bọt đều phun lên trên mặt của streamer. Anh còn đang livestream đó, anh không cần mặt mũi à, streamer tức khắc sợ hãi, giơ hai tay đầu hàng. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, không nên mua 50 cái, tôi mua 5 cái còn không được à. Nghe thấy anh đổi giọng, đoàn người vốn đang kích động nháy mắt yên tĩnh trở lại, giống như người mắng ban nãy không phải là bọn họ vậy. Cả đám mắng đến khô miệng khô lưỡi, bây giờ hòa hoãn hơn chút, bình tĩnh lại, nói tới nói lui đều ôn hòa hơn không ít. Nếu 5 cái, tổng cộng còn lại bao nhiêu nhỉ? Streamer phía sau vừa móc điện thoại ra mở bàn tính vừa quên con số cụ thể. Lâm Chu ở một bên vây xem một hồi cải cọ, bị kích thích không nhỏ. Người phương Bắc đúng là khác biệt thật sự, nói chuyện mà giống như cải lộn vậy ấy. Nhìn như đang giảng đạo lý, thật ra thì tư thế kia, một khi nói không thông là trở thành nắm tay ai lớn người đó nói chuyện luôn. Lâm Chu nhìn ở trong mắt, nói năng đều cẩn thận không ít. Đầu tiên là cậu nhìn thoáng qua lượng bột nhão còn dư lại, còn có non nửa thùng làm một hai trăm cái hamburger trứng không thành vấn đề. trứng gà cũng nhiều cực. hôm nay cậu mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cho nên ít nhất phải có một trăm tám mươi cái. chắc là được một hai trăm cái. streamer cầm máy tính nhận được câu trả lời của ông chủ lâm, vui vẻ mỉm cười với ông chủ lâm rồi tính toán một phen. vậy coi như là hai trăm cái đi, một người năm cái, chỉ có thể bán bốn cái, nhỡ đâu có người không mua năm cái. Vậy thì khoảng 50 người. Nhìn xem chúng ta có bao nhiêu người. Khoảng tầm 40-50 người. Bọn họ đã xếp hàng lên đoạn đầu rồi, nhìn ra đằng sau, ngoại trừ đếm từng người một ra, nếu không cũng chỉ có thể nhìn ra đại khái. Vậy mỗi người mua nhiều nhất 5 cái được không? Streamer này coi xong, vẫn còn cầm microphone nói ra tin tức này. Trong lúc nhất thời trước quầy hàng của Lâm Chu giống như là có MC đang dẫn chương trình hoạt động gì đó vậy người qua đường không biết chuyện thấy tình huống này, còn tưởng là có hoạt động gì nên đều vây đến xem náo nhiệt. Đây là đang làm gì thế? Xếp hàng nhận trứng gà à? Ông bác nhìn quầy hàng bị vây quanh, không thấy được lâm chu cũng không thấy được bản hiệu, chỉ thấy được hai chữ trứng gà, nhất thời vui cực kỳ. Vui cha, lại nhận trứng gà à, lần này là làm gì thế, hay là quét mã vào nhóm hả? Ông bác nói rồi định chạy đến phía sau đội ngũ xếp hàng. Khách hàng đang xếp hàng nghe nói như vậy thì ngớ cả người, nhưng vẫn đúng lúc kéo lại ông bác đi xếp hàng. Ông bác à không phải xếp hàng nhận trứng gà đâu, chúng tôi đang xếp hàng mua hamburger trứng, quá nhiều người nên đang thương lượng chuyện giới hạn lượng mua. Ông bác nghe thấy lời này, sắc mặt nhất thời nhất sụ xuống. Không phải xếp hàng phát trứng gà mà làm ra cái microphone ra dán ra hình thế, có chuyện gì vậy? Giọng của ông bác rất lớn, dù Simmer cầm microphone nói chuyện có da mặt dày cũng phải lúng túng. Ông bác thấy không có trứng gà để nhận, tức khắc xoay người đi luôn. Trước khi một nhóm hamburger trứng mới của ông chủ lâm ra lò, những người này cuối cùng cũng thông báo cho tất cả mọi người xếp hàng xong, lại còn đạt thành nhận thức chung. Khóe miệng lâm chu giật giật. Thực sự là bày quầy bán hàng lâu, chuyện gì cũng có thể gặp được. Được rồi, mọi người không có ý kiến là được. Lâm Chu nói xong rồi nhìn Mờ đầu tiên mới vừa mới mở miệng là muốn 50 cái. Cậu hỏi anh muốn khẩu vị gì? Bây giờ có khẩu vị gì thế? Lâm Chu biết trong những người này có người đến lần đầu, có ít người không biết chọn cái gì xong rồi muốn nếm thử cả năm loại khẩu vị, cho nên một nhóm hamburger trứng này có đủ năm loại khẩu vị. Năm loại khẩu vị đều có, muốn cái nào, tôi lấy giúp anh. Lâm Chu nói xong rồi lấy bịch ra, chuẩn bị đóng gói. Nếu năm loại khẩu vị đều có thì còn chọn gì nữa, đương nhiên năm loại khẩu vị đều muốn rồi, vậy tôi lấy mỗi loại một cái đi. Dù sao chỉ có thể mua năm cái. Phú quý 8 ngày đã lướt ngang qua đời anh. Cho nên kế tiếp làm sao có thể tối đa hóa lợi ích của năm cái hamburger trứng này đây, không đợi streamer nghĩ kỹ, Lâm Chu đã đóng gói xong năm cái hamburger trứng và đưa qua. Mời dùng chậm, mới ra lò nên bên trong còn nóng, bên cạnh có nước sốt, có thể tự thêm. Quá nhiều người, Lâm Chu không có quá nhiều thời gian để tỉ mỉ phục vụ từng bước một, chỉ có thể bán tự phục vụ. Các khách hàng đợi nửa ngày mới lấy được hamburger trứng, cũng không để ý chút chi tiết ấy. Tự phục vụ bản thân, còn có thể muốn quét nước sốt nào thì quét nước sốt đó, cũng rất tốt. Streamer quét cho 5 cái hamburger trứng mỗi cái một loại nước sốt khác nhau tìm một nơi không có nhiều người cho lắm bắt đầu quay hamburger trứng cho các fan hâm mộ bên trong phòng live. Mọi người xem hamburger trứng trong tay tôi này, ông chủ Lâm đúng là danh bất hư truyền mà, mọi người không ngửi thấy mùi thơm chứ, thực sự là thơm cực kỳ luôn. Nhìn màu sắc của hamburger trứng, không thể nói là hai mặt vàng ống, đây là 360 độ không góc chết đều bị nướng vàng, mang theo ánh dầu, thực sự làm người ta rất muốn ăn luôn. Lại còn cảm xúc nữa, mọi người có thể tưởng tượng ra cái loại cảm giác một lớp vỏ ngoài mỏng manh đều giòn, nhưng mà cả cái hamburger trứng đều là trạng thái mềm mại. Mọi người xem này, tôi cầm trong tay bóc một cái, thế mà còn đàn hồi nữa, mọi người có dám tin không? Thực sự, tôi nhịn không được, chờ tôi ăn trước đã, tôi vừa ăn vừa nói với mọi người. Streamer này nói một hồi, nước miếng bắt đầu phân bố trong miệng. Dứt lời anh không đợi bình luận đáp lại, trực tiếp há to miệng cắn xuống một miếng. Hay lắm, các khán giả trong phòng lai mắt mở trừng trừng nhìn một cái hamburger trứng tròn vo bị streamer cắn mất một nửa. A a a, đồ ngu ngốc, anh đang làm gì thế? Chúng tôi cố gắng ấn like, khen thưởng cho anh như vậy mà, streamer anh thực sự không cân nhắc đến việc rút thăm cho fan hâm mộ à. Trời ạ, à, đây chính là hamburger trứng ông chủ Lâm làm đấy, thật muốn ăn quá đi. Đáng giận Lần đầu hận độ phân giải tốt như vậy, làm tôi nhìn mà thèm muốn chết. Mẹ ơi, streamer anh không làm người, miệng vừa cắn xuống tôi đều nghe được tiếng rắc rắc xốp giòn luôn á, không dám tưởng tượng hamburger trứng mới nướng xong này phải thơm đến cỡ nào. Muốn ăn ghê, streamer anh nói đi, tặng cái gì mới có thể đưa tôi một cái hamburger trứng thế, tôi đi máy bay tìm anh cũng được, chỉ là mấy giờ mà thôi. Khán giả trong phòng live trơ mắt nhìn streamer ban nãy còn tương tác với bọn họ, giới thiệu hamburger trứng. Một giây sau nhai xong một miếng lớn hamburger trứng rồi, cả người đều không lên tiếng. Chỉ thấy hai mắt anh trừng lớn, nhìn hamburger trứng trong tay với vẻ khó tin, miệng không ngừng nhấm nuốt. Có thể thấy được mùi vị kia thật sự rất chi là ngon. Nếu không đã không có chuyện có người tặng quà xuất hiện hiệu ứng đặc biệt mà vẫn không thể thu hút ánh mắt của streamer được. Sau khi cắn hamburger trứng sốt giòn thơm ngon ra thì chính là trứng gà trơn mềm bên trong, cộng thêm thịt heo tươi ngon. Ngay từ đầu tiên anh đã ăn hamburger trứng khẩu vị trứng gà thịt heo kinh điển nhất rồi. Hương vị này. Đậm đà đến mức lượng lờ trong khoang miệng, kéo người ta tiến vào thế giới của hamburger trứng ngay lập tức. Vỏ bánh sốt mềm lại dai dai được chiên rất thơm, cũng không phải cảm giác dày nặng, miệng vừa cắn xuống, có thể ăn nguyên cả bánh, kèm theo cả nhân thịt heo trứng gà nằm giữa hai lớp bánh. Cảm giác thỏa mãn này, trong chốc lát thật sự không thể diễn tả bằng lời. Một lúc lâu sau, streamer ăn hết cái hamburger trứng trong miệng mới tỉnh táo lại, nhớ ra mình vẫn còn đang livestream. Sau đó anh kích động cho các khán giả hâm mộ xem chỗ bị cắn ra của một nửa cái hamburger trứng trong tay. Oh my god, thật sự ăn ngon lắm luôn, bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao ông chủ Lâm lại có nhiều fan như vậy mỗi ngày chạy đuổi theo ông chủ lâm giống như bị ma nhập rồi không ngờ trên đời này thật sự có món ăn ngon như vậy đúng là ăn trong miệng có cảm giác giống như ông chủ lâm đã làm món ăn này đến mức đỉnh cao nhất vậy vỏ bánh sốt giòn bên ngoài thơm nứt bên trong mềm mềm tươi ngon thật sự rất tuyệt hơn nữa mọi người có thể thấy đấy bên trong nhân bánh còn có vụn củ cải khô nữa ông chủ dùng loại củ cải khô muối kiểu miền bắc chúng ta ấy cái cảm giác giòn sần sật này kèm theo vị mặn rất hợp với hamburger trứng, bởi vì nhìn từ mức độ nào đó, trứng gà và thịt heo tươi non mềm hơn củ cải khô, hơn nhai củ cải khô còn có thể nghe thấy tiếng rông rốt rông rốt nữa, thật sự ngon tuyệt cú mèo. Nói xong, streamer không thể kiềm chế được mà nhét toàn bộ nửa cái hamburger trứng còn lại vào miệng. Đám fan hâm mộ trong phòng live nhìn vậy, lại cảm thấy nghẹn lòng. Streamer, các anh mở livestream chỉ để cho chúng tôi xem hamburger trứng thôi à anh thật sự không bày tỏ chút nào à quá tàn nhẫn quá tàn nhẫn rồi thế mà anh lại khoe khoang mức độ ngon miệng của món ăn do ông chủ lâm làm ngay trước mặt đám khách hàng ruột chúng tôi mà nói này streamer anh bị lộ mặt rồi đó ngông cuồng như vậy đừng để tôi gặp được anh ở ngoài đời nha mới sáng sớm đã khiến tôi thèm đến mức chảy nước miếng hu 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 ngày mai ông chủ lâm thật sự không bày quầy hàng nữa à thật muốn ăn quá đi Ông chủ Lâm à, anh có còn nhớ rõ các khách hàng ruột tại phương Nam xa xôi không vậy? Dòng bình luận chạy liên tục trong phòng live không hề thu hút sự chú ý của streamer. Chỉ thấy sau khi anh ăn hết một cái hamburger trứng trong hai miếng, anh lập tức lấy cái hamburger trứng tiếp theo ra. Lần này cắn ra chính là vị chả tôm phô mai, chỉ thấy anh cắn một cái, phô mai còn kéo sợi trong miệng streamer. Phô mai thật dài được kéo ra, sợi phô mai kia, người nào bị làm cho thèm thuồng thì anh không nói. Sau đó khán giả chỉ có thể nhìn streamer ăn đến mức hai mắt đều hiếp lại, những vẫn không nở rời khỏi phòng lai. Đây chính là hamburger trứng ông chủ lâm làm đấy, bọn họ không ăn được, còn không thể nhìn một chút à, sau đó bọn họ cứ nhìn streamer không làm người, tự mình ăn cũng thôi, còn nhất định phải miêu tả cho bọn họ nữa chứ. Khiến mọi người điên cuồng nuốt nước miếng. Anh em ơi, Tôi thật sự chưa từng nếm thử vị chả tôm phô mai này bao giờ, hình như ông chủ Lâm tự làm chả tôm này đó, vị ngon bá cháy, chắc là loại tôm tươi được băm nhuyễn, vị rất đặc sắc, hơn nữa chả tôm cũng tươi ngon lắm, tươi cực luôn mọi người có hiểu không, còn mềm nữa chứ, nhân kẹp giữa loại bánh hamburger này được hầm chín kỹ, cảm giác còn mềm hơn cả khi chưng, phối hợp với vị mặn thơm của phô mai, còn có vị ngọt của hạt bắp, thơm mùi sữa lại ngon miệng, không thể nào tả được ngon đến mức nào lại là hai miếng ăn xong một cái khán giả trong phòng lai đã chết lặng rồi khi streamer này không làm người thì thật sự không làm người nữa đi đây đi đây chịu không nổi nữa tôi phải ra ngoài mua hamburger trứng streamer đáng hận thật đó tôi đợi streamer ăn xong rồi trở lại khách sáo phải không sao anh ăn hết nổi năm cái hamburger trứng chứ nghe tôi đi streamer ăn hai cái đủ rồi đó phần còn lại để rút thăm trong phòng lai đi. Streamer anh nói đi, anh em chúng tôi cũng không phải không có tiền, một cái hamburger trứng bao nhiêu tiền thế, chỉ cần anh mở miệng, tôi lập tức đưa tiền ngay. Năm cái hamburger trứng, khán giả trong phòng lai chỉ biết nhìn streamer ăn hết chỉ trong vài miếng. Lại còn là hai miếng ăn xong một cái, ai mà chịu nổi chứ, dư sinh nhìn streamer ăn hamburger trứng xong thì nuốt nước miếng, mở áp đặt đồ ăn xem thử có bán hamburger trứng hay không sau đó anh lập tức đặt đơn mua cùng lúc mấy cái thật sự là bị thèm đến phát điên luôn cũng không biết hamburger trứng ông chủ lâm làm có mùi vị gì ông chủ lâm chạy giỏi thật đấy lại chạy đến tận miền bắc bày quầy bán hàng khoảng cách này thật sự không phải xa bình thường thật sự khiến cho bọn họ muốn đuổi theo cũng không được nhưng mà hình như chợ sáng bạch hà chơi khá vui ngay cả ông chủ lâm cũng đến đó bày quầy bán hàng chắc chắn rất náo nhiệt xem mấy livestream kia, chợ sáng cũng đông đúc người qua lại, đủ loại quầy hàng, còn có người nước người ngoài lui tới, còn có đến nước Nga bên kia bờ sông du lịch, không tệ lắm nhỉ. Dư sinh thật sự muốn đi xem thử. Lại nói bây giờ đã giữa tháng 11 rồi, năm nay anh vẫn chưa xin nghỉ đông, hay là nhân cơ hội này đến miền Bắc chơi nhỉ, nhỡ đâu tháng sau ông chủ lâm vẫn bày quầy bán hàng ở miền Bắc thì sao, nếu vậy nói không chừng còn có thể gặp được trong lúc chờ đồ ăn đến dư sinh còn đang lướt video về chợ sáng bạch hà so với chợ sáng bạch hà nổi tiếng nhờ được lên bản tin hôm qua rất đột ngột không có nhiều video mới xuất hiện hôm nay mới sáng sớm đã có một đống lớn video khám phá và phỏng vấn được đăng tải tốc độ mạng của cư dân mạng thời này thật sự rất nhanh khiến dư sinh phải mở rộng tầm mắt sau đó anh càng cảm thấy hứng thú hơn nữa vừa kích động đã xin nghỉ đông luôn Kỳ nghỉ 10 ngày cũng đủ để anh chơi đã đời ở miền Bắc rồi. Hơn nữa nhìn giá cả ở miền Bắc trong video thật sự rất rẻ. Anh vốn định cuối năm xin nghỉ đông ra ngoài du lịch, cũng đã chuẩn bị sẵn tiền, bây giờ xem ra đến Bạch Hà chơi một chuyến cũng không tốn bao nhiêu tiền. Quan trọng là ông chủ Lâm đang ở Bạch Hà, tuy không biết tuần sau có còn ở đó hay không, nhưng anh vẫn tò mò muốn đến đó xem thử. Cùng lúc đó, Chợ sáng Bạch Hà nhờ có ông chủ Lâm bày quầy hàng, lại trở nên rất hot thu hút sự chú ý của rất nhiều người miền Nam. Bạch Long Giang cũng biết cách tuyên truyền. Biết điều gì thu hút người miền Nam nhất. Bạch Long Giang, Bạch Hà, gần đây có tuyết lớn, chân thành mời mọi người đến du ngoạn. Miền Nam vẫn đang là mùa thu. Khu vực Bạch Long Giang tháng 11 đã bắt đầu có tuyết rơi. Điều này hấp dẫn người miền Nam đến mức nào, trong lúc nhất thời vé máy bay đến Bạch Long Giang cũng phải tranh giành. Những cư dân mạng vốn chỉ có ý định tham khảo, mở app ra xem thử vé máy bay đến Bạch Long Giang bao nhiêu tiền. Sau đó bọn họ nhìn thấy chế độ hết vé. Ngay lập tức, tin tức về Bạch Long Giang trên mạng càng hot hơn. Phải nồi, chuyện gì thế này, tôi thấy ba ngày tới Bạch Long Giang đều có tuyết lớn, chuẩn bị đi xem tuyết đầu mùa, không ngờ vé máy bay đã hết sạch luôn rồi. Đúng thế, cư dân mạng thời nay tốc độ đều như vậy à? Lại nói, bọn họ đi ngắm tuyết hay đi tìm ông chủ lâm vậy? Tôi không tin ông chủ lâm chỉ bày quầy bán hàng ở Bạch Hà một tuần, nhỡ đâu tuần sau vẫn còn ở đó thì sao, tôi phải đến xem thử mới hết khi nói thật đi, mọi người đi gặp ông chủ lâm hay đi du lịch. Bạch Hà biết cách tuyên truyền ghê, chợ sáng kia náo nhiệt thật đấy, còn có nhiều đồ ăn ngon, tôi muốn ăn hamburger trứng. Bên kia, đám người thượng quan tỷ ăn được hamburger trứng đang ngồi trên máy bay trở về trường học cũng đang thảo luận về lâm chu mọi người xem tin tức chưa ông chủ bán hamburger trứng nổi tiếng lắm luôn đó trên mạng nói là ông chủ lâm thần bếp bày quầy bán hàng không biết vì sao thượng quan tỷ biết rõ hamburger trứng rất ngon kỹ năng nấu nướng của ông chủ rất tốt nhưng nghe thấy mấy lời miêu tả giống như thần bếp thì luôn có cảm giác trẻ trâu xấu hổ chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong mấy năm ở nước ngoài rồi tao thấy trên mạng nói ông chủ lâm đã nổi tiếng từ lâu đi khắp nơi bán đồ ăn ngon món nào cũng ngon tuyệt cú mèo nghe nói món nào cũng ngon còn là quán ven đường bình thường chúng ta không ăn được nhìn mấy món ăn được cư dân mạng chia sẻ thật sự khiến bọn họ thèm muốn chết có điều tôi thấy trên mạng nói rằng địa điểm thời gian và món ăn ông chủ lâm bán mỗi tuần đều không giống nhau hamburger trứng tuần này sẽ kết thúc vào hôm nay cũng không biết tuần sau bán món nào bày quầy bán hàng ở đâu anh tỷ trực giác của anh chuẩn thật đấy nếu không nghe lời anh nói thì chúng ta đã không ăn được hamburger trứng thơm ngon như vậy rồi tôi cảm thấy chúng ta có thể theo dõi ông chủ lâm này đến lúc đó có tin tức gì thì chúng ta còn có thể chạy sang đây ăn thượng quan tỷ lên máy bay tâm trạng cũng không được tốt cho lắm sự thèm ăn nhất thời được thỏa mãn nhưng nghĩ đến chuyện sau này sẽ không được ăn nữa sự mất mát ập đến ngay sau đó rồi lại nghĩ đến mấy món dở tệ trong căng tin trường học những ngày tháng du học này bao giờ mới kết thúc đây nhất định phải theo dõi tin tức biết đâu còn có cơ hội ăn những món ăn khác do ông chủ lâm làm không biết có ngon như hamburger trứng không nữa nghĩ như vậy thượng quan tỷ cũng không nhịn được chờ mong tuần sau hy vọng sẽ có tin tức về ông chủ lâm trên mạng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Chu vẫn bán nốt số nguyên liệu còn lại rồi mới dẹp quầy. Hễ còn nguyên liệu nấu ăn trong tay, thì cậu đều không thể về được. Đại tráng bên cạnh thấy Lâm Chu làm ăn buôn bán tốt như vậy, khiến việc bán canh miếng thịt dê, thịt bò của anh cũng đắt hàng theo. Một vài khách hàng mua hamburger trứng, ăn thấy hơi khô miệng thì sẽ đến quầy hàng của anh uống một bát canh miếng. Không ngờ có một ngày anh sẽ gặp được chuyện tốt như vậy, Thật đúng là tối ngủ cũng không nhịn mà được cười tỉnh. Ông chủ Lâm muốn dọn quầy à? Vẫn còn khách hàng đang dùng bữa trong quầy hàng của đại tráng, anh thấy Lâm Chu dọn quầy còn vui vẻ đến phụ giúp. Đúng thế, bán hết nguyên liệu rồi, không cần không cần đâu, chút việc này tôi tự làm được rồi. Cậu đã bán hết nguyên liệu, chỉ còn lại một số thùng rỗng mà thôi, một mình cậu dọn dẹp cũng rất nhanh. Chuyện này có gì đâu tôi còn chưa cảm ơn cậu đã mang nhiều khách hàng đến cho tôi như vậy nữa mà cậu bận việc suốt từ sáng đến giờ rồi uống bát canh thịt dê không tôi mời lâm chu cười lắc đầu thôi tôi phải về nhà đây bên ngoài lạnh quá ở ngoài lâu không chịu được lâm chu đã bày quầy hàng mấy ngày rồi cho dù lâm chu đã thích ứng với nhiệt độ ở miền bắc thì vẫn thấy lạnh như thường nhất là khi cậu vẫn còn phải làm hamburger trứng trong gió lạnh chuyện này còn khó chịu hơn là bày quầy bán hàng dưới cái nắng gay gắt ngày hạ. Ít nhất lúc bày quầy hàng mùa hè, trên xe còn có dù che. Còn xe quầy hàng mùa đông thì chẳng có tấm chắn gió gì cả. Chỉ có thể mặc nhiều quần áo để bản thân chống chọi với cái lạnh tốt hơn. Hơi lạnh thật, đoán chừng sắp có tuyết rơi rồi, đầu tháng thường đã tuyết rơi, nhưng quá nhỏ không ở lại được, sắp có tuyết rơi rồi, chắc có thể ở lại đó. Lâm Chu nghe đại tráng nói, cậu khó hiểu hỏi lại ở lại là có ý gì cậu không phải người bản xứ có đôi khi không hiểu rõ lời bọn họ nói cho lắm ha 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 tôi quên mất cậu là người miền nam chính là giữ lại có thể thấy tuyết động trên mặt đường ấy nghe thấy tuyết động hai mắt lâm chu sáng lên mùa đông ở miền nam cũng có tuyết nhưng thật sự không thể dày như miền bắc được vừa nghĩ đến việc có thể nhìn thấy tuyết lâm chu bỗng có chút mong đợi vậy thì tốt quá tôi chưa nhìn thấy tuyết nhiều như lông ngỗng ở miền bắc bao giờ tôi xem dự báo thời tiết tuần sau sẽ có tuyết lớn đến lúc đó cậu có thể nhìn thấy thôi lâm chu gật đầu bày tỏ rất chờ mong dọn dẹp đồ đạc xong cậu giao nhiệm vụ rồi trở về nhà khi về đến nhà phần thưởng nhiệm vụ tuần này cũng đến rồi lâm chu giao xe quầy hàng cho quản gia tôn rồi lên lầu tắm đây là thói quen của cậu gần đây sau khi trở về từ bên ngoài thì tắm nước nóng trước như vậy cả người sẽ thoải mái hơn rất nhiều lâm chu ngâm mình trong bồn tắm thoải mái thở dài nhấp một hớp rượu đỏ tiện thể xem phần thưởng nhiệm vụ là gì tiên phần thưởng nhiệm vụ tuần này đã cung cấp kỹ năng thông thạo tất cả các ngôn ngữ lâm chu nhìn phần thưởng đôi mắt sáng lên phần thưởng này được đấy chất lượng rất cao không chỉ là thông thạo một thứ tiếng mà là thông thạo tất cả các ngôn ngữ hay lắm mẹ ơi giờ mẹ không cần lo chuyện không giỏi ngoại ngữ nữa rồi sau khi dung hợp kỹ năng lâm chu bắt đầu suy nghĩ buổi chiều và ngày mai đi đâu chơi nhân lúc nhiệm vụ tuần sau chưa được làm mới cậu có thể yên tâm du lịch ở miền bắc lâm chu vui vẻ sắp xếp hành trình cậu chưa đến các tỉnh thuộc bạch long giang du lịch bao giờ chỉ du lịch một vòng ở bạch hà thôi có thể đi chơi rồi tiện thể nếm thử món ngon đặc sắc bên này luôn lâm chu chưa đến miền bắc bao giờ cho nên cậu tràn đầy lòng hiếu kỳ đối với tất cả mọi thứ bên này tắm rửa xong đi ra ngoài cậu thay bộ đồ được gì giúp việc chuẩn bị sẵn tinh thần sảng khoái bước ra ngoài chỉ thấy quản gia tôn cười hít mắt nhìn cậu hỏi hôm nay cậu lâm muốn đi đâu chơi thế cháu định đến cáp nhĩ băng chơi một ngày chú giúp cháu đặt vé máy bay buổi chiều hay buổi tối cũng được. Vừa mới dọn quầy, cậu vẫn phải nghỉ ngơi một lát. Vâng thưa cậu Lâm. Quản gia tôn ra ngoài sắp xếp. Lâm Chu không có chuyện gì làm, cậu tựa lưng vào ghế sofa, nghĩ đến mấy streamer đến chợ sáng livestream sáng nay, bèn tò mò lên mạng tìm kiếm thông tin về chợ sáng Bạch Hà. Sau đó kết quả không ngoài dự đoán, tất cả thông tin tìm được đều tin tức liên quan đến chuyện cậu bày quầy hàng ở chợ sáng Bạch Hà. Xem qua một lượt, Lâm Chu cũng thấy tin Bạch Long Giang quảng bá chợ sáng Bạch Hà. Hơn nữa cậu còn nhìn thấy video của vlogger nước Nga quay chụp ở chợ sáng Bạch Hà. Xem ra chợ sáng Bạch Hà thật sự nổi tiếng rồi. Cũng may mà cậu kết thúc việc bày quầy bán hàng tuần này trước khi chỗ này sốt rần rần, nếu không thì không dám tưởng tượng với lượng khách hàng vốn có của chợ sáng cộng thêm đám phan ruột tìm đến của cậu, thì cậu sẽ phải bận rộn đến mức nào cũng không biết tuần sau sẽ đi đâu bày quầy bán hàng. Nếu còn ở Bạch Long Giang, nói không chừng còn có thể bắt gặp trận tuyết lớn. Cảnh tuyết rơi thật sự có sức hấp dẫn ghê gớm đối với người hai kiếp sống ở miền Nam như cậu. Nhưng lúc Lâm Chu chơi điện thoại di động, quản gia tôn rất có năng suất mà đặt xong vé máy bay và khách sạn, còn tiện thể tìm một phần cẩm nang du lịch cáp nhĩ băng nữa. Ăn cơm trưa xong, Lâm Chu có thể xuất phát rồi. Lâm Chu đi chơi, quản gia và những người khác cũng được nghỉ phép. Quản gia Tôn và những người khác cũng đều là người miền Nam, bây giờ cùng Lâm Chu đến miền Bắc công tác, chẳng khác gì tiện thể đến đây du lịch. Những ngày qua, bọn họ đã đến thăm thú một số nơi trong Bạch Hà rồi. Lâm Chu cho bọn họ nghỉ phép. Bọn họ liền chạy sang nước Nga bên kia bờ sông mở mang tầm mắt. Khó khăn lắm mới đến Bạch Hà, nơi chỉ cách nước ngoài một con sông, nói thế nào cũng phải ra nước ngoài mở mang tầm mắt mới được. Khi nhiệm vụ được làm mới, Lâm Chu còn đang nhảy đít cô ở các nhĩ băng. Âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ trong đầu khiến cậu tỉnh táo hẳn. Hay lắm, người miền Bắc thật sự có độc, một người không có cuộc sống về đêm như cậu đến các nhĩ băng cũng bị bọn họ dẫn dắt cùng hai luôn rồi. Hơn nữa không biết có phải do Bạch Hà nổi tiếng hay không, người đến các nhĩ băng du lịch vào chủ nhật cũng rất nhiều. Ngay cả Lâm Chu cũng được trải nghiệm đãi ngộ của du khách. Có gì nói nấy, từ sau khi Bạch Hà nổi tiếng, ngay cả toàn bộ Bạch Long Giang cũng khác hẳn lúc trước. Ba ngày lúc Lâm Chu chơi đùa ở các nhĩ băng, thế mà lại nhìn thấy công nhân đang sửa chữa đường lớn bọn họ nói rằng sợ mấy cái ổ gà ổ vịt khiến người miền Nam vấp té. Khiến Lâm Chu vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự nhiệt tình của người miền Bắc. Cậu chơi một lèo từ ban ngày đến ban đêm. Bây giờ âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ vang lên, Lâm Chu mới phản ứng lại nhìn thời gian, đã là 12 giờ sáng rồi mấy người này quẩy giỏi thật đấy. Nhắc nhở nhiệm vụ đến, Lâm Chu cũng không có tâm trạng chơi bời nữa. Cậu quay lại xe, ấn mở nhiệm vụ hệ thống xem thử. Nhiệm vụ tuần này, đi đến chợ sáng phố văn hóa Bạch Hà, thành phố Bạch Hà, Bạch Long Giang, bán canh miếng thịt dê, thịt bò, mỗi ngày bán 200 bát. Thời gian nhiệm vụ, 5 giờ sáng. Giá cả món ăn, 100 tệ một bát. Thực đơn, lờ canh, miếng thịt dê, Thịt bò Nhận, từ chối Lâm Chu Hở, tình huống gì đây? Lâm Chu ngẩn người một lát, nghi ngờ mình uống nhiều rượu quá nên bị hoa mắt Cậu cẩn thận nhắm mắt lại, sau đó đọc một lần nữa Nhưng nội dung nhiệm vụ vẫn không thay đổi Hay lắm, sao nhiệm vụ này quen mắt quá vậy? Có phải anh trai bên cạnh vẫn luôn giúp đỡ việc làm ăn của cậu Khi cậu bán hamburger trứng cũng bán canh miếng thịt dê Thịt bò không nhỉ, gì vậy? Đây là muốn dành khách của người ta à, không đến mức vậy chứ, lại còn 100 tệ một bát, cùng giá với lúc cậu bán cháo trên đỉnh núi trước đó à, cái giá tiền này, còn mỗi ngày bán 200 bát, lúc đó cậu bán cháo dựa theo giá cả của hệ thống, không có nhiều người mua cho lắm, vẫn phải dựa vào mấy người khách hàng. Ruột mới hoàn thành nhiệm vụ được. Mà khi đó cũng không có yêu cầu nhiệm vụ. Giờ bán 100 tệ một bát, còn phải mỗi ngày bán 200 bát. Lâm Chu cảm nhận được một chút áp lực. Hơn nữa, cậu đã chơi đến giờ này rồi, 5 giờ sáng đã phải ra ngoài bày quầy hàng. Bây giờ phải vội về làm việc. Thời gian vô cùng gấp gáp. Cho nên Lâm Chu lập tức gọi điện thoại cho quản gia Tôn, hỏi bọn họ đang ở đâu. Alo, quản gia Tôn, bây giờ mọi người đang ở đâu vậy? 12 giờ sáng, Lâm Chu vừa gọi đến, quản gia Tôn nghe máy ngay lập tức. Chúng tôi đã về biệt thự rồi, khi nào cậu Lâm trở về? Cần tôi sắp xếp gì không? Bây giờ cháu về ngay, chú mua ít thịt dê, thịt bò, 5 giờ sáng cháu đến chợ sáng bán canh miếng thịt dê, thịt bò, giờ cháu gửi danh sách nguyên liệu cho chú luôn. Dứt lời, Lâm Chu lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Chính Hạo, nói anh chuẩn bị vé máy bay từ Cáp Nhĩ Băng về Bạch Hà. Thời gian trên đường khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ. Chắc vẫn kịp thời gian mở quầy. Lâm Chu lại chợp mắt một lát trên máy bay. Cậu thật sự chơi quá đà rồi, quên cả thời gian. Chủ yếu là cậu cũng không ngờ rằng nhiệm vụ lần này lại trùng với nhiệm vụ tuần trước. Hơn nữa món ngon được bán cũng khiến cậu không ngờ được. Thế mà lại là canh miếng thịt dê, thịt bò, sao hệ thống dám làm vậy chứ? Chuyện này khiến anh trai quầy bên nghĩ như thế nào, khiến những người hâm mộ nghĩ như thế nào, tuần trước cậu đã nói không bày quầy nữa rồi dựa theo quy luật trước đó nhất định sẽ đổi chỗ bày quầy hàng đoán chừng mấy người hâm mộ cũng nghĩ như vậy bây giờ để mọi người biết cậu vẫn bày quầy hàng ở chỗ cũ hay lắm chuyện này khó tin đến mức nào chứ chỉ sợ không ai tin lâm chu nhức đầu dây dây tráng tốc độ của hoàng chính hạo rất nhanh chẳng mấy chốc đã gửi thông tin chuyến bay đến điện thoại của lâm chu lâm chu vội vã chạy đến sân bay bên kia trước khi lâm chu quay về quản gia tôn đã mua sẵn nguyên liệu nấu ăn lâm chu cần nguyên một con dê và nửa con bò số lượng nguyên liệu rất nhiều bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn những công đoạn sơ chế có thể làm được lâm chu xuống máy bay lái xe quầy hàng tuần này phóng thẳng về nhà rồi bắt đầu nấu canh muốn nói tốc độ tốc độ của những chiếc xe thông thường thật sự không thể so sánh với xe quầy hàng do hệ thống cung cấp không chỉ thực dụng mà vẫn còn là công nghệ cao tốc độ không chê vào đâu được, mà còn rất có cảm giác an toàn. Canh thịt dê, thịt bò là món ăn cần thời gian để nấu. Cậu quyết định 5 giờ đi mở quầy, đến chợ sáng vẫn có thể hầm từ từ, đợi đến khi có người, đoán chừng cũng ăn được rồi. Lâm Chu chặt khúc thịt dê, thịt bò theo từng vị trí rồi cho vào nồi thịt tương ứng để hầm. Mấy cái nồi inox lớn đều được sử dụng. 200 bát một ngày, lượng canh và lượng thịt cần dùng không ít. Lâm Chu tất bật chuẩn bị mọi thứ. Đợi đến hơn 4 giờ, mặc dù canh thịt dê, thịt bò vẫn chưa hầm xong nhưng cậu đã chuyển toàn bộ lên xe, chuẩn bị đi bày quầy hàng. Cậu Lâm, tuần này một mình cậu bày quầy hàng bán canh miếng thịt dê, thịt bò không có người giúp đỡ có được không? Hay là chúng tôi đến giúp cậu một tay nhé? Quản gia Tôn vừa chuyển mấy loại nguyên liệu nấu ăn như miếng đã ngâm sẵn, còn có hành thái rau thơm cộng hoa tỏi non được cắt nhỏ lên xe quầy hàng, ông nhìn thấy số lượng liền ân cần hỏi canh miếng thịt dê thịt bò không giống mấy món ăn vặt như hamburger trứng chỉ cần một người làm và đóng gói là được món này cần phải nấu cần phải đóng gói cần phải bận rộn một mình làm sẽ rất vất vả lúc ông đi dạo ở bạch hà cũng từng ăn một bát canh miếng ven đường đều là một người nấu một người bưng thức ăn còn có người dọn bàn làm một số việc vặt có quán làm ăn thấm khá còn có cả lều bàn ghế đều có rất nhiều người bận rộn một mình cậu lâm đi bày quầy hàng bán chừng này chẳng phải sẽ bận rộn không ngơi tay à lâm chu cẩn thận suy nghĩ một lát hình như quầy hàng của anh trai bên cạnh cũng không chỉ một mình anh ấy làm việc không kịp nhiều lời lâm chu khá gấp gáp cậu vừa mặc quần áo giữ ấm vừa nói không sao cháu ra bán xem thế nào trước nếu bận làm không kịp thì cháu sẽ gọi cho mọi người quản gia tôn thấy lâm chu có chủ ý cũng không nhiều lời Ông đưa cậu ra khỏi cửa Trở vào biệt thự Ông thấy mấy gì giúp việc vẫn đang dọn dẹp phòng bếp Thì đến đó giúp đỡ Còn không quên thở dài Cậu Lâm thật sự quá chăm chỉ rồi Còn đang chơi ở bên ngoài Vừa mới sang tuần Thì sáng sớm đã vội vàng chạy về bán hàng rồi Còn không cho chúng ta đến giúp đỡ Hay thật sự quá vất vả rồi Theo quản gia Tôn thấy Lâm Chu tuổi còn trẻ đã có nhiều tiền Lại còn có năng lực như thế cậu hoàn toàn có thể sống sung sướng hơn nhưng tuần nào cậu cũng phải đi bày quầy bán hàng làm ăn buôn bán tuy làm ăn thấm khá nhưng vất vả cũng vất vả thật sau khi đi đến miền bắc trời lạnh như vậy sáng sớm trời còn chưa sáng đã phải đi mở quán rồi đây cũng không phải việc người bình thường có thể làm được hơn nữa còn không cần ai giúp đỡ sau khi ra ngoài bày quầy bán hàng cậu tự mình làm mọi chuyện các gì giúp việc cũng gật đầu đồng ý người có nhiều tiền mà còn làm việc vất vả như vậy bọn họ sống hơn nửa đời người rồi cũng chỉ thấy mỗi mình cậu lâm thôi cậu lâm có suy nghĩ và mục tiêu riêng người ở tầng lớp khác nhau thì có suy nghĩ khác nhau chúng ta không thể hiểu được cảm giác của cậu ấy cũng là chuyện rất bình thường dì phương lại có thể hiểu được phần nào giống như theo đuổi ước mơ vậy mọi nỗ lực đều phải dựa trên sự sẵn lòng của cá nhân đây là chuyện người ngoài không tài nào hiểu được sau khi quản gia tôn và những gì giúp việc quét tước vệ sinh sạch sẽ cho biệt thự chờ đợi lâm chu dặn dò công việc còn lại thì không còn chuyện gì khác bọn họ làm việc và nghỉ ngơi theo lâm chu nên cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế nhân lúc cậu bày quán chưa về ai cũng tranh thủ ngủ thêm một lát để đến khi ông chủ trở về sẽ có tinh thần chăm sóc cậu mọi người phân công rất rõ ràng lâm chu đi thẳng đến chợ sáng bạch hà đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp tình huống bày quầy hàng liên tục hai tuần ở cùng một nơi như thế cảm giác khá mới mẻ cậu lái xe bán hàng mới tin vào vị trí quen thuộc anh trai bán canh miếng thịt dê bò sát bên cũng đang làm công tác chuẩn bị đột nhiên nhìn thấy quầy hàng hamburger trứng phía trước có bóng đen anh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn qua trải qua hai ngày nay chợ sáng bạch hà liên tục lên bản tin mọi người được phổ cập khoa học của những khách đến check in du lịch cũng biết chàng trai phương Nam bán hamburger trứng không tầm thường. Anh tìm kiếm thử mới biết được người ta ở phương Nam rất nổi tiếng, trên mạng cũng cực kỳ có tên tuổi, chỉ là bọn họ không chú ý đến những điều này thôi. Không ngờ ông chủ lâm lại từ phương Nam chạy đến chợ sáng phương bắt bọn họ bày quầy hàng. Đáng tiếc dựa theo thói quen bày quầy hàng của người ta, một nơi chỉ bày quầy hàng một tuần, cho nên cũng rất đáng tiếc. Đại tráng còn đắm chìm trong tâm trạng mất mát. Kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng bày quầy hàng quen thuộc. Ông Chủ Lâm. Đại Tráng không tin nổi vào mắt mình, theo bản năng dụi mắt, muốn xác nhận người trước mắt có phải ông Chủ Lâm hay không. Nhìn dáng người còn có trang bị giống như ông Chủ Lâm. Nhưng một tuần mới, hẳn là ông Chủ Lâm sẽ không xuất hiện ở đây bày quầy hàng mới đúng chứ. Lâm Chu nghe thấy tiếng kêu của Đại Tráng, xấu hổ ngẩng đầu, giơ tay chào hỏi. Chào anh đại tráng nhận được lời phản hồi, mới chú ý tới tuy ông chủ lâm đến bày quầy hàng nhưng không phải bán hamburger trứng, ngoài ra còn đổi một chiếc xe bán hàng khác. Chào chào chào, ông chủ lâm cậu cậu cậu. Toàn thân đại tráng kích động vừa không thể tin nhìn lâm chu, còn không chú ý bản hiệu trên quầy hàng của lâm chu. Nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Lâm Chu nhìn dáng vẻ của anh, ngược lại chột dạ không dám nói lời nào. Tuần trước, hai quầy hàng vẫn là anh em tốt, cậu bán hamburger trứng anh trai cách vách bán canh miếng có bánh có canh hợp tác cực kỳ ăn ý nhưng tuần này hai người lại thành đối thủ cạnh tranh thật sự là đời người vô thường mà ông chủ lâm không phải bọn họ nói mỗi tuần cậu đều sẽ đổi nơi hả lâm chu gật đầu vừa bày biện mọi thứ để bày quầy hàng vừa mở miệng giải thích không hẳn là như vậy chủ yếu tôi xem tâm trạng lâm chu cũng không cách nào giải thích hành vi của mình cho nên đành phải đổ cho tâm trạng, không cách nào xác định phương hướng. Tìm cho bản thân một cái cớ cho việc phương thức bày quầy hàng không có quy luật của mình. Đại Tráng cũng không cảm thấy lời này có gì không đúng, ngược lại bội phục giơ ngón tay cái lên. Sau đó đang chuẩn bị hỏi ông chủ Lâm tuần này bán món ngon gì, nhìn xe đẩy hàng lớn như thế, không giống như sắp bán hamburger trứng. Liền nhìn thấy bảng đèn trên quầy hàng mà Lâm Chu mở. Mấy chữ canh miếng thịt dê to đùng suýt nửa chói mù mắt anh. Phải nồi, ông chủ lâm không bán hamburger trứng, đổi lại bán canh miếng thịt dê giống anh, trong nháy mắt, đại tráng mất đi quản lý biểu cảm, không tin nổi nhìn lâm chu giống như cảm nhận được sự đau lòng vì bị phản bội. Bọn họ không phải người cộng tác tốt nhất hả, thật xin lỗi, tôi ở đây bày quầy hàng không được tốt cho lắm, thật xin lỗi anh, tôi đổi chỗ khác. Tuần trước lúc Lâm Chu biết chợ sáng có hamburger trứng, đã cố ý đổi chỗ. Hôm nay lúc đến khá vội vã, trong nhất thời theo thói quen đi tới chỗ bán hamburger trứng tuần trước, quên đổi chỗ. Cậu vốn cũng do dự, nhưng suy nghĩ cậu chỉ bày quầy hàng một tuần hơn nữa một ngày cậu bán 200 bát, còn lại nhiều khách hàng không mua được sẽ đến quầy hàng của anh trai cách vách, như vậy anh ta cũng có thể kéo thêm được mối làm ăn, tiếp tục nhiệm vụ. Đại Tráng nghe thấy Lâm Chu muốn đổi nơi bày quầy hàng thì nhanh chóng tiến lên giữ chặt cậu. Ai Ông chủ lâm muốn làm gì? Trên chợ sáng cũng không phải chỉ có mình tôi bán canh miếng, đây có là gì? Hơn nữa cậu chỉ bán một tuần có gì đâu, tài nấu nướng của cậu tốt, việc buôn bán tốt dẫn đến quầy hàng của tôi cũng buôn bán tốt lên không ít, cậu nói với tôi lời này khác nào xem như người xa lạ. Đại tráng chỉ là hơi kinh ngạc, chứ không có cảm xúc gì khác. Ánh cũng biết người xếp hàng trước quầy của ông chủ lâm. Mỗi ngày lúc dọn quầy đều có rất nhiều fan không mua được không nở đi, sau đó không ăn được hamburger trứng sẽ thuận tiện đến quầy hàng của anh ăn canh miếng. Hiện tại hai người bán cùng một món ăn, vậy chẳng phải khách hàng không mua được canh miếng của ông chủ Lâm đều sẽ đến quầy hàng của anh ăn à, vừa suy nghĩ như vậy, đại tráng lại trở nên kích động. Ông chủ Lâm làm hamburger trứng ngon như vậy, là vì thử canh miếng mà tôi làm mới muốn bán canh miếng phải không? Đại tráng vừa nghĩ đến tính khả năng này cũng cảm thấy ngượng ngùng đây là thừa nhận tài nấu nướng của anh đúng không lâm chu sửng sốt dường như là không ngờ anh trai cách vách có phản ứng này nhưng lập tức thấy anh vui vẻ như vậy cũng gật đầu vốn cậu còn hơi chột dạ có thể giúp trai anh vui vẻ cũng không sao anh trai tôi làm một bát canh miếng cho anh thử tài nấu nướng của tôi nhé anh trai đã hào phóng như thế lâm chu cũng không thể nhỏ nhen lập tức mời anh trai thử chút tài nấu nướng của cậu Đại Tráng quả thật tò mò tay nghề làm canh miếng thịt dê của ông Chủ Lâm. Hamburger trứng ngon như vậy, chỉ là không biết canh miếng như thế nào. Đại Tráng vẫn có tự tin với canh miếng thịt dê của mình. Không nói nơi khác, chỉ riêng trên đường chợ sáng này, quầy của anh buôn bán tốt nhất đủ để chứng minh tài nấu nướng của anh. Hiện tại ông Chủ Lâm bán canh miếng thịt dê, vừa vặn để anh so sánh với tay nghề của mình thế nào. Vậy cũng được, tôi thật sự khá tò mò đại tráng nhất thời không thèm quan tâm quầy hàng của mình, đứng ở bên cạnh Lâm Chu, nhìn cậu làm canh miếng thịt dê. Chỉ thấy Lâm Chu hai ba cái đã chuyển từng thùng canh thịt dê xuống, sau đó bật bếp tiếp tục nấu. Tiếp theo chuyển xuống một thùng miếng đã được ngâm sẵn. Đại tráng thấy thùng to theo bản năng muốn giúp đỡ. Kết quả nhìn thấy Lâm Chu nhẹ nhàng chuyển xuống, cũng trừng to mắt. Không ngờ ông chủ Lâm nhìn dáng vẻ không phải quá khỏe, kết quả sức lực không hề nhỏ ha canh miếng thịt dê này của cậu là làm theo cách phương Nam đúng không, thấy hơi khác với tôi làm. Từ màu sắc nước dùng của canh thịt dê được nấu đến trắng ngần, đại tráng đã nhìn ra sự khác nhau. Nước dùng mà anh nấu đều là màu nước luộc thịt, không có màu trắng sữa này. Có lẽ cách làm của tôi chỉ có thể đại biểu cho bản thân tôi, không thể đại biểu cho phương Nam. Lâm Chu suy nghĩ rồi nói. Thực đơn mà hệ thống đưa ra đúng là không phân biệt Nam Bắc gì đều là công thức nấu ăn tốt nhất của một loại món ăn nào đó có thể nói là mùi vị và cách thực hiện đều là độc nhất vô nhị đại tráng nghe thế cảm thấy hứng thú nhíp lại để xem lâm chu làm cậu để tôi xem như vậy cậu không sợ tôi học trộm à đại tráng thấy ông chủ lâm không hề kiên dè trực tiếp ở trước mặt anh mà bắt đầu chuẩn bị kinh ngạc hỏi theo lý thuyết tài nấu nướng của ông chủ lâm tốt như vậy không phải nên chú trọng giữ bí mật công thức nấu ăn với mình hoặc là gì đó hả, nếu như bị người ta học mất, chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng rồi. Tâm lý đại tráng hoạt động liên tục hết cái này tới cái khác. Sau khi Lâm Chu nghe thấy lại lấy làm lạ nhìn anh một cái. Cậu bày quầy hàng, làm món ăn gì đó, cũng không kiên dè người khác. Quá trình nấu ăn, thủ pháp đều làm trước mặt mấy khách hàng, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Cậu bày quầy hàng lâu như vậy, nếu nói trong khách hàng không có người đồng hành hoặc là đầu bếp cậu không tin nhưng đến nay có ai có thể học lén thành công không nghĩ thử cũng biết không thể nào rồi kỹ năng nấu nướng của cậu là hệ thống cho bậc hách kỹ năng cấp cao nhất cộng thêm sách dạy nấu ăn do hệ thống cho đều là phương pháp bí mật người ngoài không thể nào biết cho dù cậu hướng dẫn từng bước cũng không ai có thể học được cho nên lâm chu chưa từng quan tâm đến việc này anh cảm thấy cứ xem tôi luộc miếng thêm canh như vậy, anh có thể học được gì à? Ánh mắt Lâm Chu cực kỳ chân thành. Lúc đại tráng phản ứng lại cũng hiểu được bản thân bị ngu hả. Trong ngành đầu bếp, trừ công thức nấu ăn thì cũng không thể thiếu tay nghề của bản thân đầu bếp, những kỹ thuật sắc rau điều chỉnh độ lửa, còn có hiểu biết đối với thực phẩm chỉ cần thiếu một chút, mùi vị của thành phẩm cuối cùng đều sẽ giảm đi rất nhiều. Muốn dựa vào nếm mùi vị, hoặc là nhìn quá trình chế biến của anh, làm lại món ăn, quả thực chính là người si nói mộng. Đại tráng không nhịn nổi, bị suy nghĩ của mình chọc cười. Hôm nay anh làm sao vậy, nhìn thấy ông chủ Lâm xuất hiện nên bị ngu luôn rồi. Sau khi Lâm chu đun nóng toàn bộ canh thịt dê, bò. Trước quầy hàng của cậu đã tràn ngập mùi thơm của món ăn. Mùi thơm của thịt dê hòa với mùi thơm của thịt bò, sau khi đun nóng đều tùy ý lượng lờ trong không khí. Mùi thơm này khiến các tiểu thương bận rộn chuyển hàng phụ cận, cũng bắt đầu chú ý tới. Đại tráng sao hôm nay nấu canh thịt bò, dê thơm thế. Thay đổi công thức hả? Không biết nữa, làm tôi đói quá, lát nữa làm xong đi ăn một bát đi, thừa dịp trời còn chưa sáng, nhanh chóng ăn sáng trước, bằng không bắt đầu bận rộn thì không có thời gian ăn. Mấy ngày nay, chợ sáng Bạch Hà nổi tiếng trên mạng, nhiều người đến vui chơi, dẫn đến buôn bán của bọn họ cũng tốt lên. Buổi sáng cực kỳ bận rộn ăn một bữa cơm cũng phải tranh thủ thời gian còn không phải sao sợ không đủ bán hai ngày nay tôi nhập hàng vào rất nhiều đáng tiếc hết hamburger trứng để ăn trước đó mỗi ngày tôi đều đem cho đứa nhỏ nhà tôi hai cái nó ăn rất vui vẻ hiện tại mua hamburger trứng khác về nó không ăn nói là mùi vị không đúng nói thật trước kia chưa ăn hamburger trứng mà ông chủ lâm làm tôi cũng cảm thấy thứ này có gì ngon đâu không phải chỉ là chút bánh kẹp trứng với thịt à, nhưng sau khi ăn rồi, mùi vị rất tuyệt, không nhà nào làm được. Nghe nói trước đó ông chủ Lâm đều bày quầy hàng ở phương Nam, không biết chúng ta còn có lộc ăn không? Mấy tiểu thương bị mùi thơm trong không khí làm thèm cũng không chuyên tâm làm việc được. Vừa trò chuyện vừa đi tới quầy hàng canh miếng của Đại Tráng. Kết quả đến trước mặt, đã nhìn thấy quầy hàng của Lâm Chu. Ai nấy cũng trừng to mắt. Ông chủ Lâm, anh không bán hamburger trứng nữa à cũng đâu phải những khách du lịch đó không phải nói ông chủ lâm chỉ bày quầy hàng ở một nơi một tuần thôi hả đây là tình huống gì thật hay giả vậy lâm chu nhìn những tiểu thương trên chợ sáng chạy tới còn hoài nghi cậu là thật hay giả bất đắc dĩ cậu đành tháo khẩu trang xuống chào buổi sáng mọi người những tiểu thương vốn đang tán gẫu hăng say lúc này nhìn thấy lâm chu tháo khẩu trang xuống ngược lại hoảng sợ Ai nha, thật sự ông chủ lâm kìa. Là ông chủ lâm đang bán canh miếng thịt dê, bò, khó trách thơm như vậy, tôi đã nói tài nấu nướng của đại tráng làm gì tốt được thế. Đại tráng đứng bên cạnh. Có ý gì, khinh thường ai đó hả, nè, thằng nhãi kia, nói tôi canh thịt bò, dê của tôi không thơm, là ai mỗi ngày ăn hai bát lớn còn đòi thêm canh. Tiểu thương nói chuyện không chú ý tới đại tráng cũng ở đây, nháy mắt bị bắt tại trận, vô cùng xấu hổ. Ai à nha má ơi, đại tráng cũng ở đây à. Trong nháy mắt Lâm Chu cũng hơi ngại ngùng giúp anh ta. Đây là điều có thể nói hả? Người phương Bắc thật thẳng thắn. Mắt thấy nói chuyện lúng túng, mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu nói sang chuyện khác. Ông chủ Lâm canh miếng này này được chưa, có thể gọi không? Lâm Chu thấy lực chú ý của mọi người đều chuyển dời đến trên người cậu, khóe miệng hơi co rút, đành mở nắp nồi thịt bò bên tay ra. Thịt ở các vị trí như xương bò lớn cộng thêm sườn bò, nấu đầy ắp một nồi lớn, vừa mở nắp chính là nước dùng màu trắng sữa, tản ra mùi thơm nồng đậm, mùi thơm của thịt bò cũng không thể diễn tả bằng lời. Màu trắng sữa là màu sắc rất kích thích thèm ăn. Canh thịt bò ở chợ sáng Bạch Hà, không có cách làm nước dùng màu trắng sữa này, trong nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng mới mẻ. Wow, nước dùng nồng đậm thế nhìn mỗi màu trắng này thôi đã thấy thơm rồi, sao nấu ra được thế, chúng tôi chưa từng thấy canh thịt bò thế này. Lâm Chu lấy ra một cái thìa sắt lớn, vớt xương bò lớn ra, bày cho mọi người xem, lại mở miệng, bởi vì bỏ thêm xương bò lớn, màu sắc sinh ra biến hóa. Canh thịt dê cũng vậy. Nghe xong lời nói của Lâm Chu, đại tráng cũng hiểu được. Bỏ thêm xương cộng thêm đun thời gian đủ lâu sẽ có màu sắc này nói đến cùng vẫn phải tốn thời gian hầm canh chắc có thể ăn rồi nhưng thịt có thể không quá mềm đâu đều là mấy ông già cần gì mềm ăn canh miếng là được kết hợp với bánh nướng rất ấm áp mà anh có bán bánh nướng không tôi không biết tôi đi xem thử các anh có ai ăn không tôi lấy giúp luôn cho ăn 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 không có bánh nướng làm chút bánh quẩy cũng được ông chủ lâm canh miếng bao nhiêu tiền một bát tính ra Lâm Chu có hơi đau đầu về mặt giá cả. Thịt bò không chỉ có các bộ phận như bắp bò, sườn bò, thịt nạm bò vân vân. Giá cả cũng không giống nhau cho nên thật đúng khó định giá. Chờ tôi vớt thịt trong nồi ra phân loại cái. Thời gian gấp gáp, Lâm Chu cũng không có thời gian phân loại những thịt bò này ra hầm, tất cả đều hầm từ trong nồi canh lớn ra. Hiện tại Lâm Chu dùng thì có lỗ lớn vớt ra hết, lấy thau đựng nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, phân loại dựa theo thịt ở những bộ phận khác nhau. Thịt này ngon, vừa là sườn bò lại là bắp bò, lấy cho tôi phần miếng sườn bò đi. Lâm Chu suy nghĩ một lát, tính toán giá cả cho những loại thịt này, canh miếng không một bát 10 tệ, còn lại tính theo thịt. Được, sườn bò một miếng 30 tệ, nếu cộng thêm canh miếng tổng cộng 40 tệ một bát. Xíp, giá cả này. Giá cả hamburger trứng tuần trước đã cũng đủ khiến người phương Bắc bọn họ khiếp sợ, cho nên rất nhiều tiểu thương đến thử vị, cho dù biết ngon cũng không nỡ mua. Cho nên phần lớn khách hàng trước quầy hàng của Lâm Chu đều là người nước ngoài. Theo như miếng thịt dê, thịt bò hiện nay, cộng thêm mọi người đã chuẩn bị tinh thần về giá cả lúc đến, nên nhất thời cảm thấy vẫn ổn. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, e rằng một số người này cũng bị ảnh hưởng bởi lượng fan và khách hàng liên tục đến chợ sáng tìm ông chủ Lâm hai ngày nay. Pha nơi khác không thể chạy đến nhanh như vậy nhưng người địa phương và nhóm fan ở thành phố gần đó không nhịn được đến xem nha, fan của ông chủ Lâm không chỉ có ở phương Nam, rất nhiều người ở phương Bắc từng lướt thấy video bày quầy bán hàng của Lâm Chu đều rất tò mò tay nghề của cậu. Lúc trước không có cơ hội. Bây giờ ông chủ Lâm được đưa đến cửa rồi còn không xông đến thì chính là thằng ngốc. Thế thịt bò bao nhiêu tiền? Nhìn Lâm Chu đang cắt thịt bò, cảm thấy sườn bò hơi đắt nên tiểu thương lập tức đổi mục tiêu. 10 tệ Thịt bò rẻ hơn sườn bò nhiều. Nghe xong giá sườn bò, người nọ nhanh chóng cảm thấy thịt bò hời hơn. Lấy tôi một bát thịt bò đi. Một bát giá 20 tệ khá là đắt so với mặt bằng chung miếng ở chợ sáng địa phương, nhưng lại tốt hơn dự đoán rất nhiều. Cảm nhận được mùi thơm đậm đà trong không khí theo động tác cắt thịt của Lâm Chu, bụng mọi người không hẹn mà cùng kêu vang. Tiếng ọt ọt chính là sự mong đợi rõ nhất với món ăn. Chỉ thấy lâm chu cắt thịt xong thì bắt đầu lấy miếng ra trụng nước. Muốn ăn miếng thịt bò thì cho miếng vào canh thịt bò, muốn ăn miếng thịt dê thì cho miếng vào canh thịt dê. Hai cái nồi lớn được đun nóng liên tục, sủi bọt cục cục, lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm. Cho sợi miếng màu ngà sữa vào môi lọc, trụng trong canh, tức tốc không thấy đâu nữa, như thể đã biến mất không còn tăm hơi. Lâm Chu cầm đũa dài khuấy trong môi lọc, để miếng thấm toàn bộ vị thơm ngon của nước canh, dần dần trở nên trong suốt miếng chính rất nhanh sau khi chính sẽ cho ra bát bát đầu tiên đương nhiên dành cho đại tráng lâm chu quay đầu nhìn về phía đại tráng đã chờ cả buổi anh muốn cho thêm rau mùi và nụ tỏi non không để có nước canh thịt bò thơm thì không thể thiếu rau mùi và nụ tỏi đương nhiên đại tráng gật đầu dù chưa ăn miếng vào miệng nhưng mùi thơm thành phẩm này đã đủ hấp dẫn người ta nước canh trong hai nồi lớn vẫn được đun nóng liên tục hương thơm không ngừng lan tràn đúng lúc này có mấy chủ quầy trong chợ đã đến chờ mua miếng thơm quá là thơm khỏi cần quảng cáo vẫn có nhiều người lần theo mùi hương tìm đến tôi còn tưởng là canh thịt bò nhà ai mà thơm như vậy hóa ra là của ông chủ lâm à lâm chu thấy cả đám người này đều biết cậu cậu cũng hơi bất đắc dĩ ở đây là phương bắc mà lúc cậu đến đây bày quầy bán hàng tuần trước còn chưa ai quen biết cậu. Sao bây giờ ai cũng biết cậu cả thế, chào mọi người. Lâm Chu nói xong, nhanh tay múc thêm miếng sườn bò vào bát canh miếng cho đại tráng. Anh trai nếm thử xem. Thấy Lâm Chu đưa bát miếng đầu tiên cho đại tráng. Nhóm chủ quầy mới nhớ đến đại tráng cũng bán miếng thịt dê, thịt bò. Chẳng qua mọi người thấy dáng vẻ không thèm để ý của đại tráng, Ngược lại anh còn vui vẻ cười ha hả nhận lấy bát miếng. Lúc này, sự chú ý của họ cũng chuyển sang bát miếng. Đại tráng mau nếm thử đi. Xem miếng ông chủ lâm làm với anh làm, cái nào ngon hơn. Đại tráng không quan tâm đến những người đang xếp hàng kia, bưng bát canh miếng lên, không nhịn được thổi mấy lần, sau đó hấp một ngụm nhỏ dọc theo cạnh bát. Trong phút chốc, vị ngon của canh thịt bò tan chảy trên đầu lưỡi. Nước canh màu ngà sữa phối hợp với rau mùi xanh mát và nụ tỏi, nước canh rất trong, không có mùi mỡ bò nồng nặc, nhưng lại đủ khiến người ăn kinh ngạc. Cùng vị cay của tiêu xay, thật sự chỉ cần một ngụm đã hớp hồn người ta. Vị umami, vị ngọt thịt này không phải do nêm nếm thêm bột ngọt vào, mà là vị ngọt được tạo nên khi hầm thịt bò tươi. Cả một nồi lớn gồm xương bò, thịt bò và các nguyên liệu khác, Lâm Chu còn cho thêm gia vị, một ít thuốc bắc vào thịt bò hầm không hề dai, ngược lại còn rất mềm, dễ nhai, đồng thời thịt còn rất tươi non. Nước canh hấp thu vị ngon của xương bò và thịt bò, khi đun nhừ theo thời gian lại ngấm vị, ngon lành. Chỉ một ngụm canh, đại tráng biết ngay canh miếng bò của anh không sánh bằng. Thua từ A tới Z, dù anh có khổ luyện suốt 10 năm cũng không thể nấu được canh bò ngon như vậy. Tay nghề của ông chủ lâm đúng là thế này nè. Đại tráng dựng thẳng ngón tay cái lên, dáng vẻ thua tâm phục khẩu phục. Lập tức làm những chủ quầy còn lại sốt ruột. Đại tráng, hương vị thế nào? Anh ăn trước rồi nhanh nói cho chúng tôi biết đi. Đúng đấy. Tôi thèm muốn chết rồi, chỉ mới có mình anh ăn thôi. So với canh miếng anh làm thì sao? So với những người đang nôn nóng này, sau khi đại tráng hớp một ngụm canh thịt bò, cảm thấy nhiệt độ nóng hổi thì bình thản gấp một đũa miếng lên ăn vào miệng. Miếng vừa chín tới, trong thời gian chưa đầy 2 phút, giúp miếng giữ được kết cấu trơn trượt và có độ dai. Không phải loại kết cấu chỉ cắn nhẹ sẽ đứt ngay, mà là ăn hơi dai, mang theo mùi thơm của nước canh, thật sự ngon tuyệt vời ông mặt trời. Canh miếng tôi làm sao có thể so sánh với ông chủ lâm được? Các anh ăn rồi sẽ biết. Đại tráng nhìn một đám các chủ quầy đang chờ anh trả lời, chỉ đáp lại một câu, sau đó ôm bát lên hút từng ngụm canh miếng. Gần đây, bạch hà sắp có tuyết rơi, nhiệt độ không khí rất lạnh. Sáng sớm ăn một bát canh miếng thịt bò nóng hôi hổi, cảm giác sảng khoái này không thể diễn tả nên lời. Trong thoáng chốc đầu óc đều không nghĩ được gì, anh chỉ muốn hút miếng trơn trượt và gặm sườn bò. Khi cho sườn bò vào bát, nửa miếng sườn ngâm mình trong canh. Vừa gặm một miếng, cảm giác ướt và mềm, vừa cắn sẽ rơi ra ngay mềm mại không đến mức làm mất đi độ dai của thịt bò cũng giúp người dùng đỡ tốn sức cắn. Xúc cảm vừa đúng, kết cấu và hương vị đều không gì sánh nổi. Mùi vị thuần thịt bò được lưu giữ rất tốt, hoàn toàn hòa quyện vào nước canh, không bị ninh như trong thời gian dài. Ngược lại, do có thêm một số gia vị nên hương vị càng thơm ngon đậm đà. Anh cầm phần xương lớn ở đầu miếng sườn bò, gặm ngon lành từng ngụm từng ngụm. Tư thế gặm thịt mạnh mẽ phóng khoáng có thể nói là cực kỳ thoải mái. Cơn thèm được thỏa mãn đủ để làm người ta tạm thời quên đi hết thảy phiền não. Chỉ cần đun sôi canh thịt dê, thịt bò, canh miếng sẽ càng chín nhanh hơn. Bình quân 2 phút làm được một bát. Không lâu sau, nhóm khách hàng chờ đợi cầm một bát canh miếng ngồi sổn ở khắp xung quanh quầy hàng của Lâm Chu bắt đầu ăn. Âm thanh hút rột rột vang lên không dứt. Thỉnh thoảng, còn có khách hàng khen ngợi, nhưng không ai tiếp chuyện. Ngay cả Lâm Chu cũng cho mình một bát canh miếng nóng, húp cùng mọi người. À phải rồi, có ông bác bán bánh nướng biết cậu bán canh miếng thịt dê, thịt bò ở đây, cố ý chạy đến sát vách cậu bán và tặng bánh nướng cho cậu. Khỏi phải nói, bánh nướng nhân mỡ lợn và hành lá thái nhỏ, ăn cùng canh miếng thịt dê, thịt bò, vào tiết trời xe lạnh thật sự quá khoan khoái. Lâm Chu còn thấy có khách hàng cố ý chạy về lấy thêm ít rượu đế đến uống cùng đúng là biết tận hưởng vô cùng. Ông chủ Lâm, tài nấu nướng của cậu khiến tôi tâm phục khẩu phục. Đại Tráng là khách hàng đầu tiên ăn được, cũng là người đầu tiên ăn xong. Thấy mọi người đều đang nghiêm túc ăn uống, Đại Tráng đi đến trước mặt Lâm Chu, cực kỳ cảm khái. Có thể nói, điều đáng tự hào nhất trong đời anh chính là tay nghề hầm canh thịt dê, thịt bò. Anh mở một quầy hàng, kiếm tiền mua nhà mua xe đều không phải dựa vào ba mẹ trong số người thân bạn bè cũng xem như rất được. Thế nên Đại Tráng luôn rất có tự tin với canh thịt dê, thịt bò của mình. Không chỉ chợ sáng Bạch Hà, ngay cả toàn bộ các chợ sáng cũng không thể so với anh. Hiện tại, đứng trước canh thịt bò của ông chủ Lâm, sự tự tin này không còn một mảnh. Nói đúng ra là chênh lệch quá lớn, bất kể hương vị hay kết cấu đều không có cách nào so bì. Đại Tráng chỉ có bội phục chứ không có ý nghĩ so sánh nào bởi vì đây là thứ mà không phải cứ muốn đuổi theo là sánh được anh dám nói chắc chắn khi cậu hầm thịt bò đã có thêm công thức bí truyền gì đó nên thịt rất thơm đó không phải hương vị được tạo ra bằng cách chỉ hầm một ít hành gừng và tỏi trong nước như bình thường hơn nữa đầu bếp bình thường sẽ không biết phương pháp giữ được độ tươi ngon của nguyên liệu này có thể hầm một nồi còn có thể đảm bảo hương vị của thịt và canh ở trạng thái hoàn hảo không thể không nói Năng lực nắm chắc độ lửa nấu nguyên liệu này thật sự là dày công tôi luyện. Có tài nấu nướng thế này mà ông chủ Lâm chỉ làm một ít đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt vốn không thể hiện được đẳng cấp thực thụ của ông chủ Lâm, nhóm khách hàng bên cạnh nhìn đại tráng là đồng nghiệp cạnh tranh, bán cùng món canh biến với ông chủ Lâm mà lại khen ngợi tay nghề của ông chủ Lâm hết lời như vậy đều bật cười trêu ghẹo. Đại tráng, cao thủ ngay trước mắt anh kìa. Ôi trời đất ơi, anh còn chưa học hỏi kinh nghiệm đi. Còn chờ cái gì? Đúng thế, xem dáng vẻ của anh, ông chủ Lâm tùy tiện chỉ dẫn anh hai câu, anh còn cần lo lắng làm ăn không khá khẩm à? Những người đang ngồi đều nhanh nhạy, với tay nghề của Lâm Chu, làm bất kỳ món ngon nào cũng có thể kiếm bộn tiền. Nhưng cậu chỉ giống như đang chơi đùa, không coi trọng việc kiếm tiền, mỗi tuần đổi địa điểm bày quầy bán hàng. Cả đám fan chạy theo cậu. Bọn họ nhìn mà vô cùng ghen tị tiền tới tay rồi không chịu kiếm, thậm chí còn ngại tiền làm bỏng tay, đổi sang thành phố khác. Nếu cậu không có tài nấu nướng trâu bò thế này chắc cũng không dám chơi như vậy. Lâm Chu cười bất đắc dĩ trước sự trêu chọc của mọi người. Trái lại, đại tráng bị mọi người nói đến hơi ngại ngùng. Tài nấu nướng của ông chủ Lâm lợi hại hơn tôi nhiều. Hơn nữa, thứ như tay nghề sao có thể dạy cho người khác. Đương nhiên đại tráng hiểu rất rõ canh thịt dê, Thịt bò này chắc chắn là có bí quyết riêng, sao có thể nói lời mạo phạm như thế? Lâm Chu thì không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy hệ thống bảo cậu tuần này bán canh miếng thịt dê, thịt bò, cứ như đoạt chuyện làm ăn của người ta. Không đến mức chỉ dẫn, nhưng có thể cho đại tráng một ít lời khuyên làm canh miếng thịt dê, thịt bò, cải tiến một chút thì được. Có gì đâu, chờ khi nào tôi thu quầy nói với anh một số lưu ý lúc hầm canh. Đại tráng nghe Lâm Chu nói vậy, nhất thời ngây ngẩn. Còn có chuyện tốt này, có cách gì để bánh ngon lành tự nhiên từ trên trời rơi xuống đâu, mọi người vốn chỉ nói đùa. Không ngờ ông chủ Lâm vậy mà thật sự đồng ý không chớp mắt. Nhất thời, anh không biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Thật sự là vừa sợ người anh em chịu khổ, lại sợ anh em sống quá sung sướng mà. Ý là không chịu nổi khi thấy người khác sống khổ nhưng cũng không chấp nhận người khác tốt hơn mình. Có thể tưởng tượng nếu đại tráng được ông chủ Lâm chỉ dẫn, dù chỉ ngon bằng một phần ba canh thịt dê, thịt bò do ông chủ lâm làm cũng không biết sau này anh sẽ buôn bán tốt cỡ nào. E là khách hàng sẽ kéo đến đông nghìn nghiệp, mọi ánh mắt ghen tị đổ dồn vào đại tráng. Chính đại tráng cũng không tin nổi, cả buổi trời mới kích động nhìn lâm chu. Ông chủ lâm, cậu cậu cậu. Thật sự đồng ý chỉ dẫn tôi một chút ư. Trời ạ, à, cậu làm thế tôi ngại biết mấy. Cậu cần phí chỉ dẫn gì không? tôi lập tức chuẩn bị cho cậu. Lâm Chu bị dáng vẻ luống cuốn tay chân của anh làm hơi buồn cười. Không đến mức đó đâu, không tốn bao nhiêu công sức, tôi chỉ nhắc anh chút đỉnh thôi mà. Lâm Chu thật sự không cần tiền phí gì, giữ đại tráng lại bảo anh đừng làm. Nếu không cậu sẽ không thích nghi được. Đại tráng nhìn vẻ mặt Lâm Chu không ngần ngại thật, tâm trạng anh không có cách nào bình tĩnh lại. Thế này đi ông chủ Lâm, tôi hỗ trợ làm việc nhé nếu không tôi cũng không dám nhận lời khuyên này của cậu. Có thể tưởng tượng tuần này có canh thịt dê, thịt bò của ông chủ lâm ở đây, quầy hàng của anh sẽ rảnh rỗi ngồi không, còn không bằng đến hỗ trợ cậu. Đến lúc đó, được ông chủ lâm chỉ dẫn, cuối tuần ông chủ lâm không bán canh thịt dê, thịt bò thì việc kinh doanh đều là của anh rồi. Đại tráng càng nghĩ càng khó có thể bình tĩnh, ánh mắt nhìn Lâm Chu như thể đang nhìn thần tài. Lâm Chu hút xong bát canh thịt dê trong tay, chuẩn bị đi vứt bát đổ dùng một lần, anh cũng vội lao qua hỗ trợ, Ân Cần đến mức làm những khách hàng ăn xong chưa đi ở cạnh đó không dám nhìn thẳng. Ngay cả lời nói ra cũng hơi chua. Đại tráng thế này là phát tài rồi nha. Thằng nhóc này đúng là quá may mắn. Đúng lúc ông chủ Lâm bày quầy bán hàng trước mặt anh, lại còn bán cùng món với anh. Nói ra thì may thật đấy. Quầy hàng hamburger trứng đầu phố không biết nắm mắt, nếu đến đây học hỏi một chút có khi hamburger trứng của họ cũng sẽ càng ngon hơn. Khả năng này không lớn lắm đâu. Chắc là sau khi ông chủ Lâm đến đây bày quầy bán hàng, đại tráng vẫn luôn nhiệt tình săn sóc nên ông chủ Lâm mới đồng ý chỉ dẫn một chút. Không thì người ta cũng chả có nghĩa vụ phải dạy anh, nghĩ nhiều rồi. Chứ gì nữa, vẫn là đại tráng may mắn, ghen tị ghê cơ. Chật chật chật. Chuyện tốt mà, thế thì khi ông chủ Lâm không bán, Chúng ta vẫn có thể ăn ở chỗ đại tráng cho đỡ thèm. Thật sự là chuyện tốt. Mọi người ngẫm nghĩ cũng thấy rất có lý. Một bên khác, vì chợ sáng Bạch Hà đột nhiên trở nên nổi tiếng. Rất nhiều khách du lịch từ nơi khác nhốn nháo đến Bạch Hà check-in. Người dân khắp Bạch Hà đều cực kỳ xem trọng. Đặc biệt là Bạch Hà sắp có tuyết rơi, các cách thức phòng chống đông lạnh đều được chuẩn bị sẵn sàng có thể tưởng tượng gần đây lúc nào cũng có lượng lớn khách du lịch đến bạch hà họ phải chăm sóc nhóm khách du lịch này thật tốt thế thì sẽ có càng nhiều khách du lịch đến hơn chẳng dễ gì bạch hà mới có cơ hội lọt vào mắt công chúng thậm chí tất cả các chủ quầy ở chợ đều được phỏng vấn đề phòng có người muốn kiếm tiền mà tự ý tăng giá hoặc buôn bán quá tốt mà giảm chất lượng hàng hóa phía trên rất xem trọng người phía dưới cũng phối hợp chặt chẽ Lâm Chu thấy trời đã sáng, lập tức nhận ra chẳng qua chỉ mới cách tuần trước có vài ngày ngắn ngủi. Chẳng những chợ sáng có rất nhiều quầy hàng bán đủ mọi thứ, mà từng quầy hàng còn sạch sẽ, ngăn nắp hơn nhiều. Hơn nữa, tình hình vệ sinh cũng vô cùng tốt. Trước đó, do trời tối nên cậu không chú ý, bây giờ nhìn lại, từ bàn đến ghế ở quầy hàng của đại tráng sát vách đều sáng bóng. Ngoài ra, toàn bộ vết ố dầu và bụi bẩn khác trên quầy hàng đã mất hết có vẻ như sau khi chợ sáng bạch hà nổi tiếng mọi người đều cố gắng dọn dẹp sạch sẽ để lưu lại ấn tượng tốt cho khách du lịch từ nơi khác đến lâm chu thấy vậy không biết tại sao trong lòng hơi chua chát hoa quốc thật sự quá lớn có quá nhiều thành phố cũng không ít món ngon nhiều thành phố rõ ràng rất tốt chỉ là thiếu mất cơ hội để người dân cả nước thấy được bọn họ lần này chợ sáng bạch hà hóp lên chính là cơ hội thấy mọi người hết lòng chào đón khách du lịch như vậy. Lâm Chu cảm thấy rất ấm lòng. Cậu nhìn nước canh sôi sùng sục trong nồi lớn, những bong bóng li ti nổi lên, phồng to rồi nổ tung, mùi thơm tràn ngập bốn phía. Đến cả không khí lạnh bên ngoài cũng trở nên ấm áp hơn. Bát canh miếng thịt dê, thịt bò nóng hôi hổi, nhờ có thêm một số gia vị và dược liệu nên còn có hiệu quả giảm bớt cái lạnh, hút vào thật sự rất dễ chịu. Một bên khác, trời vừa sáng, lần lượt có khách hàng đến chợ sáng Bạch Hà. Khi tin tức đầu tiên được đăng tải cách đây 2 ngày, còn có rất nhiều người dân địa phương đến dạo chợ sáng, ăn uống ngon lành hoặc mua thứ gì đó. Sau khi Lâm Chu bày quầy bán hàng ở chợ sáng Bạch Hà, độ hóc lại tăng cao hơn. Người nơi khác đến chợ sáng Bạch Hà du lịch quá nhiều, Cục Văn hóa và Du lịch địa phương kêu gọi người dân địa phương tạm thời đừng đến dành với người dân nơi khác vì người địa phương có nhiều thời gian đến chợ sáng chơi hơn tạm thời, nhưng lúc còn đang hót, cứ tặng chợ sáng cho người từ nơi khác đến dạo chơi trước. Thậm chí ở các trạm xe còn có băng rôn chào đón khách du lịch, có taxi lui tới đón khách, tất cả đều đưa đón nhóm khách du lịch đi từng nơi ở Bạch Hà tham quan miễn phí. Một loạt các biện pháp thật sự có sức cám dỗ to lớn với người có kế hoạch du lịch. Thế nên mới sáng sớm mà đã có khách du lịch nơi khác lục tục đến dạo quanh chợ sáng Bạch Hà. Những người này rất dễ nhận biết mặc kệ nam hay nữ phần lớn người đều đều có vóc dáng nhỏ nhắn hơn so với người dân phương bắc lúc họ nói chuyện cũng có thể nghe ra không phải phương ngữ miền bắc trong số khách du lịch hầu hết là người phương nam đặc biệt là nhóm nữ sinh nói tiếng phổ thông thân hình nhỏ xinh làm các anh các chị phương bắc đều vô thức mềm giọng giảm âm lượng khi nói chuyện với các cô gái phương nam ăn nói nhẹ nhàng này ngay cả lâm chu trộn lẫn trong đó cũng cảm thấy khó thích nghi mấy người này tuần trước có phải cái đức hạnh này đâu cậu từng thấy dáng vẻ hào sản của các anh các chị nơi đây bây giờ nhìn bọn họ dịu dàng hiền lành thế này đúng là không quen chút nào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha